Genau. 10 Meter und drüber. Hallo? Hallo? Ja. Schau, Kakao, oder?
Facebook về đây bình thường quá. Răng rồi ba lên chưa? Và đang con cho ba hiện gì lên đó để gọi cho ba cái Facebook của được nè. À, Nguyễn Tấn nữa hả? Rồi con cái cãi mà Nguyễn Minh Tấn đóng rồi. Răng ba hai Facebook đó nè. Mệt rồi. À, răng mà mệt chưa khai bán, quên bán nhầm mệt khổ ấy răng rồi ạ. Mệt khổ hôm nữa như là mình như ngay mình ngay mũ hề. Rồi ba xin nhớ đắt với cậu là nhớ chứ không cái mà nữa ai ra cho ba cái mà Facebook mới là ai mới cho ba rồi. À hắn mới cho ba rồi ba hắn có nói với cậu cho ba không. Đúng rồi một sim là chỉ có một cái tài khoản Facebook thôi. À một sim một tài khoản Facebook mà à cái sim mình ở đây nhớ là bữa trước là con đặt mật khẩu cho ai đặt mật khẩu hả sim Việt Thái á. Sim Việt Thái là con đặt mật khẩu rồi con nhớ để hồi con măn mò con mở cái của bác thử như là Nguyễn Văn Tấn nè để hồi con may mò có thử có được không. Tại vì đợt nữa con nhớ con đang bị khổ mà răng nói với ba à. Không, trong mày hẳn cho ba bị khổ mà bên đó ba mở biết bị khổ được. Nếu là ba mà quên cái giống như cái Facebook của ba quên cái bị khổ là ba mở được Facebook của ba. Ừ, một cái Facebook nó không có một cái bị khổ đấy để ba vô Facebook này đó. Ừ. À. Dạ. Để con mai mau có thể. À, ba là bữa trước ngày sinh của ba là ngày mấy? Để con biết rồi lại con thử có thử được không? Hôm năm tháng ba mà năm sau hai à sau một à? Hôm năm tháng ba là sau một. Để con thử coi. Dạ. Không để được mời rồi mình thử để mở. Dạ. Thank you.
Ba chú ba gói hả? Ba thấy trên đồ chưa trở tim sao chứ tim hết. Ê, cái tài khoản nó một đắt kia phải đắt kia con đắt cái mật khẩu như con quên rồi hả? Uống cái Facebook nó mới mất. Ơi giống cái kia anh vô mình đăng sách ra. Đăng sách ra đăng nhập lan được đó. Giống như cái tài khoản đi mới có thể đăng sách ra. Xong bắt đầu muốn đăng nhập lại thì phải kênh mật khẩu. Em có đăng Gmail không? Thế đăng Gmail có mật khẩu đúng không? Không biết, hôm trước hôm nữa là ba nó mà quên ta. Còn mèo mới đăng ký được Facebook chứ. Không, không phải đăng ký, bình thường đăng ký trong máy điện thoại thôi mà đăng được rồi. Ừ, được thì cho nó. Giám mốt cũng chơi dễ mà đeo ra giống kìa. Bà phải nhớ cái Facebook, phải nhớ cái mật khẩu hỏi họ, cái mật khẩu của Facebook của bà họ đặt cho bà thì hỏi họ. Họ đặt mật khẩu gì? Để mà mình nhớ, để mà lỡ sang đi giống bị đăng xuất á. Là mình vô mình đăng nhập lại được. Em đặt cho bà nhớ thôi. Như con đặt cho bà mà con nhớ hả? Ba viết vô nó con số của ba. Viết vô nó con số rồi con quên đó, lâu ngày quên. Không ba, ba cứ viết vô nó tờ gì đó hoặc là nó cái số của ba, con số là sao số à. ba lên con số, lên con số ra mà ghi sau á. Tên Facebook gì xong đâu viết mật khẩu để mà giống sao đi lỡ mà cái Facebook mình có bị đăng thì mình biết nó mình đăng sách mình mở ra like nhé. Mà mật khẩu thì dễ nhớ mà cũng đừng quá dễ quá, đừng có bấm 1 2 3 4 5 6 là hành bị đăng hành giống có khi bị hết phấy á, hack phấy á, đăng cái tên giống như tên chỉ đó hoặc là cái ngày chỉ đó mà mình dễ nhớ. Ngày sinh đâu nữa. Không thì ghi ngày sinh của bà, ví dụ hôm 25/03/61 nữa, ví dụ cái số đó mình dễ nhớ. Cho con là cho con này, hoặc là giống ví dụ ngày sinh của thằng Lâm chẳng hạn 30/4/1975